Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ trong 24 giờ đồng hồ từ 8 giờ ngày 8 tháng 11 đến 8 giờ ngày 9 tháng 11 ở khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi như Sơn Kỳ Quảng Ngãi là 405,6 mm, Ba Điền Quảng Ngãi là 399 mm, Trà Cót Quảng Nam là 390,6 mm, Trà Giáp Quảng Nam 382,8 mm, Minh Long Quảng Ngãi là 360 mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ nay mùng 9 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 ở Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến từ 350 đến 650 mm, có nơi trên 750 mm. Ngoài ra ở Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm trong 24 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá trong mưa dông, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa ở mức cấp độ 1. Các tỉnh Quảng Nam đến Phú Yên mức cấp 2. Với diễn biến mưa như vậy, từ nay đến ngày 15 tháng 11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Trên biển, không khí lạnh tăng cường, gió đông bắc cũng mạnh lên ở nhiều vùng biển. Cụ thể, tại vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở phía nam, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Tại huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.